Xin chào quý vị khán giả, và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giải đáp sản phẩm. Kỳ này đồng hành với tôi là dược sĩ Bích Thủy, là người sẽ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm lần này. Và hôm nay đồng ý Thân Tuấn, Dược Thảo Việt Tâm sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả, đó là sản phẩm tỏa cốt công đức. Nếu quý vị khán giả muốn tìm hiểu về sản phẩm này, hoặc là có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan về sản phẩm, thì hãy xem ngay video này nhé. Thưa dược sĩ Bích Thủy, thì sản phẩm tỏa cốt công đức này á, nó có tác dụng công dụng như thế nào ạ? Kính thưa quý vị, thì cái sản phẩm tỏa cốt của công đức này thì chúng ta sẽ dùng vào vấn đề là điều trị. Thứ nhất là chúng ta những người mà bị nhức mỏi tê bì chân tay, rồi những người mà bị nhức xương khớp do cái vấn đề là phong tê thấp, hoặc là bị những cái vấn đề mà khớp do cái vấn đề thống phong gây ra. Rồi ngoài ra thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, nó sẽ giảm được cái triệu chứng là nhức mỏi tê bì chân tay, hoặc là các cái khớp ngón tay, ngón chân, hoặc là khớp gối đó. Thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này để mà đạt cái hiệu quả cao nhất á, thì chúng ta nên kết hợp thêm với một cái sản phẩm nữa cũng của công đức, đó là cái sản phẩm tâm mạch 2. Thì hai cái sản phẩm này kết hợp bổ trợ với nhau thì nó sẽ tăng cái hiệu quả điều trị cho người bệnh. Dạ vâng ạ. Vậy thì cái cách sử dụng của cái viên uống tỏa cốt công đức này như thế nào ạ? Cái sử dụng cái sản phẩm này á, thì chúng ta sử dụng uống là hàng ngày, chúng ta uống là một ngày 6 viên. Chúng ta chia thành là 3 lần uống, mỗi lần uống là 2 viên, chúng ta có thể uống là sau ăn. Và cái sản phẩm này thì rất là dễ uống và làm từ cái viên nang rồi, nên là không có khó khi sử dụng, cũng không nghe cái mùi thuốc ở trong cái viên thuốc này. Vâng ạ. Một hộp tỏa cốt này thì là gồm bao nhiêu viên, và sử dụng trong bao lâu, và cái cơ chế tác dụng nó là sao, và có gây nên tác dụng phụ cho cơ thể khi mà mình sử dụng hay không ạ? Thì cái viên uống tỏa cốt này, một hộp như vậy là 30 viên nang, chúng ta có thể sử dụng trong vòng 5 ngày đó. Thì mỗi ngày là chúng ta uống 6 viên. Và cái sản phẩm này là đã được kiểm định bởi Bộ Y tế rồi, nên khi chúng ta uống thì nó sẽ không có cái tác dụng phụ, bởi vì trong này cũng không có bỏ các cái thành phần như thuốc tây giống như những cái sản phẩm khác đó, thì nó an tâm cho người sử dụng. Và cái sản phẩm này cũng dễ sử dụng, thì cũng như chúng ta biết thì làm giống như viên nang này thì mình đem đi đâu cũng được hết, rồi mình cũng dễ sử dụng, và nó cũng không có bị, ví dụ như để nó không có bị chảy nước ra ngoài, nó rất là dễ sử dụng. Và để cho cái hiệu quả trong quá trình sử dụng thì cũng bởi vì là sản phẩm đông y là tác dụng nó sẽ chậm, và chúng ta nên dùng cố gắng duy trì cái liệu trình điều trị từ 15 cho đến 20 tuần là tốt nhất, và nó sẽ tăng cái kết quả điều trị của quý vị. Dạ vâng ạ. Vậy khi mà mình dùng cái tỏa cốt công đức này, mình có cần kiêng cữ cái gì không ạ? Đối với cái sản phẩm này thì quý vị nếu mà có dùng thuốc này thì thật ra cũng không cần phải kiêng cữ cái gì, nhưng mà cũng theo một số cái dân gian thì có thể quý vị có thể là sử dụng, ngưng, không nên hạn chế sử dụng, ví dụ như là nội tạng động vật, rồi cà pháo, cà tím, cá ngừ, cá đuối, hoặc là sử dụng những cái sản phẩm như măng tre, rau muống rồi đó, thì nó sẽ làm cái tác dụng là đông nhất thêm cái xương khớp. Nên là nếu uống thì quý vị cũng nên hạn chế bớt trong cái khẩu phần ăn của mình. Dạ vâng ạ. Vậy thì cái nguồn gốc và xuất xứ của cái tỏa cốt công đức này là gì ạ? Cái sản phẩm viên uống tỏa cốt công đức này thì được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kinh doanh công đức. Thì sản phẩm này là được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Và cái sản phẩm này là do Lương Y Nguyễn Công Đức, thầy chính là nguyên là giảng viên của khoa y dược cổ truyền trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh bào chế. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là nhiều những cái bệnh nhân sử dụng để uống, và đang là cho cái kết quả rất là khả quan nếu như quý vị dùng đúng cái liệu trình của nó. Ngoài ra một cái vấn đề quan trọng nữa của cái sản phẩm này là quý vị lưu ý thì có cái chứng nhận của GMP. Chứng nhận GMP này thì cái chứng nhận hiện tại là thực hành sản xuất cái sản phẩm này là điều đạt chuẩn này, thì quý vị có thể an tâm khi sử dụng. Và một nữa là
khi mà mình đã có nhà máy sản xuất theo chuẩn GMP rồi, rồi được Bộ Y tế cấp phép nữa, có giấy đăng ký của Bộ Y tế nữa, thì là một cái sản phẩm rất là tốt để chúng ta có thể là sử dụng uống và hoàn toàn sẽ không có cái tác dụng phụ cho quý vị. Dạ vâng ạ. Thì theo Thảo được biết á, tiêu chuẩn GMP là hiện tại đang là tiêu chuẩn tốt nhất, chất lượng nhất đúng không ạ? Thì cái sản phẩm tổ cốt công đức này á, thì để hoàn thiện nó thì thành phần cấu tạo nên nó gồm hoàn toàn 100% từ thảo dược thiên nhiên, thì gồm các vị thảo dược như đương quy, sinh khung, thục địa, độc hoạt, tan ký sinh và độ trọng. Theo quý vị khán giả mà có nhu cầu mua sản phẩm này thì có thể truy cập vào website siêu thị thuốc đông y.vn hoặc liên hệ hotline 0962 136 850. Nếu quý vị khán giả còn nhiều thắc mắc, những câu hỏi, muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm, có thể gửi thư qua email chamsockhachhang.dongythanhtuan@gmail.com. Và hôm nay chương trình giải đáp thắc mắc về sản phẩm tỏa cốt công đức đến đây là hết. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.